Xin chào quý vị, thì chúng ta đang đứng trước một bệnh nhân U60. Thì bệnh nhân này đã được thay khớp gối ở một bệnh viện khác. Và bệnh nhân thì cũng không hài lòng lắm với cái kết quả thay. Tại vì sao? Là tại vì chúng ta nhìn cái phim này nè, thì chúng ta thấy rằng là khi mà đặt cái mâm chày này á thì nó sẽ bị méo. Nếu mà đúng ra thì cái mâm chày nó phải nằm vuông góc như thế này thì nó mới đúng. Thì mâm chày nó hơi bị méo, và như vậy khi nó méo thì cái gối bệnh nhân nó bị vẹo ra ngoài. Và ở đây khi mình đo thì mình thấy là vẹo ra ngoài khoảng 3 độ. Và chính vì nó làm thay đổi hoàn toàn cái trục của bệnh nhân, mà bệnh nhân này thì là cái trục vẹo vào trong chứ không phải là trục vẹo ra ngoài. Thành ra khi mà chúng ta biến đổi một cái trục từ lúc vẹo vào trong cho đến vẹo hẳn ra ngoài thì nó làm thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc bình thường của bệnh nhân. Cái chân nó bị cong mà nó phập phồng, nó làm cho mình cũng vận chuyển cũng đi cũng khó khăn, là tại vì nó cong rồi mình phải đi kìa, mình phải đi là có tật rồi. Cái cảnh của tôi á, mỗi lần đầu á 2 năm về trước, hôm nay á, thấy cái cẳng bên đây nó cũng muốn hư rồi, nó mới thấy nó cái cẳng nó bị chênh lệch quá, cẳng thấp cẳng cao, thành thử tôi mới đi tính bác sĩ Hà Nam Anh. Thế mục tiêu thay khớp gối là gì? Mục tiêu thay khớp gối là chúng ta sẽ đặt một cái miếng kim loại hợp kim ở trên này và đặt thêm một cái miếng kim loại dưới này để chúng ta thay một cái lớp đệm nhựa vào đây và chỉnh cái chân của bệnh nhân trở về lại cái trục ban đầu, hoặc là trở về cái trục zero độ, tức là cái chân nó phải thẳng. Thì mục tiêu của việc thay khớp gối nó phải đạt được cái chuyện đó, thì khi đó cái sự cân bằng của các cái nhóm cơ và dây chằng của cái khớp gối của người bình thường nó trở về bình thường thì bệnh nhân sẽ có một khớp gối bình thường và chức năng nó bình thường. Cái chân mẫu cũ á, thì nó đã mổ thì nó thay vô rồi nó không còn đau nữa rồi. Còn cái chân mà nó không có mổ á mới đau, có thời gian nó đau quá mình phải chống nạn, nóng chống nạn thời gian, còn mình nghĩ đi tới đâu cũng chống nạn thôi, mình đi tìm tới bác sĩ Lan Anh để mổ. Bác sĩ Lan Anh nói chân của chị phải mổ rồi, tại vì nó hư hoàn toàn. Nhưng mà phương pháp của tôi bây giờ nó hiện đại lắm, mà tôi mổ cho chị là tôi thể nói là chị không đau mà sẽ thẳng cái chân ra, y trở lại bình thường. Tôi cũng rất vui mừng. À đúng rồi, được rồi, ok, rồi được rồi. Thì cái hệ thống mà thực tế ảo 3D này nó giống như là một cái hệ thống dẫn đường để cho bác sĩ có thể cắt những cái lát cắt ở trên cái khớp gối một cách chuẩn xác, có thể chính xác đến từng độ một. Và như vậy thì cái kết quả mà khi mà bệnh nhân thay khớp xong, mình có thể tiên lượng được rằng là sau khi mổ xong cái trục của bệnh nhân nó sẽ thẳng bao nhiêu độ. Tôi ra tôi thấy tôi tỉnh lắm. Trong thời gian một tiếng đồng hồ hồi lúc tôi mổ bên đây thì tới 5-6 tiếng đồng hồ mà rất là đau, mà bên đây mổ có 1 tiếng mà tôi ra tôi thấy tôi khỏe lắm. Bây giờ tôi đi được rồi tôi cũng rất mừng, tôi thấy đúng như lời bác sĩ nói là không đau, với có thể nó là hồi phục nhanh toàn diện. Như quý vị đã biết thì khớp gối chúng ta có thể là thẳng, hơi cong vẹo trong hoặc là hơi vẹo ngoài, như người ta nói là chân vòng kiềng hoặc chân giữa ô. Thì với phương pháp cổ điển trước đây, chúng tôi cố gắng làm thẳng hết sức có thể khớp gối của mình. Tuy nhiên đó không phải là cái khớp gối nguyên bản trước đây của bệnh nhân. Thì với sự hỗ trợ của mắt thần, chúng sẽ tìm ra cái trục chính xác của bệnh nhân trước khi thoái hóa khớp gối và tìm cách đưa nó về nguyên bản. Với sự hỗ trợ của mắt thần, chúng tôi trong lúc mổ đã tìm được phương pháp cắt ít xương nhất có thể. Chính xác hơn là chỉ gọt bỏ được cái phần sụn hư và cân bằng phần mềm trong ngoài phù hợp với lại khớp gối nguyên bản trước đây của bệnh nhân. Qua hai ưu điểm đó giúp cho bệnh nhân giảm đau hoàn toàn sau mổ, cũng như là hỗ trợ cho việc luyện tập của bệnh nhân tốt hơn. Ngay từ ngày đầu tiên hậu phẫu thứ nhất, bệnh nhân đã có thể bắt đầu tập gập duỗi tại giường, rất ít đau, rồi gần như không có. Và từ ngày thứ 2, thứ 3, bệnh nhân bắt đầu có thể đi trên khung hỗ trợ. Và đặc biệt, đạt được cái việc trả lại trục chia nguyên mạng của bệnh nhân, giúp hai chân đi đều nhau và thân thuộc hơn. Lúc mà tôi vô đây là cái cẳng tôi nó cong hả, nó thể nó là không thể gì mà diễn tả luôn, nó cong dữ lắm. Mà giờ tôi mổ ra tôi thấy nó thấy nó cũng muốn bằng bằng rồi.
Đó, công nhận cũng cũng hiệu quả. Và cuối cùng, toàn bộ ekip phẫu thuật chúng tôi cũng như là Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Tâm Anh xin chúc cô Lưu Tuyết Minh có một khớp gối hoàn toàn mới, khỏe mạnh và tận hưởng cuộc sống sau này.